Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 9 trang 42 đến trang 5. Cô xin lỗi trang 43 đến trang 52 sách giáo khoa, bài 4. Thì ở cái bài 4 này chúng ta cần đạt được cái kết quả đó là qua chuyện người con gái Nam Xương thấy được cái đức tính, truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, những thành công và nghệ thuật kể chuyện của tác giả. Nắm được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp của một người hoặc một nhân vật. Hiểu được một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. Nắm được các tình huống và cách thức tóm tắt một văn bản từ sự. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái văn bản, đó là chuyện người con gái Nam Xương trích trong truyền kỳ Mạn Lục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc câu chuyện. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính tả thùy mỹ nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng thư sinh, mến vì dung hạnh xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghi đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng vẫn giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc xuân vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chim. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: nay con phải tạm ra tòng quân xa lề dưới gói. Tuy hỏi công danh từ xưa ít gặp nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng, gặp khó nên lui. Lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được. Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy, nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang được theo được hai chữ bình yên thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẫn lúc, quân triều còn gian lao rồi thế trẻ chê chưa có mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người hải xa, trong liệu rượu bãi hoang lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ không có cánh hồng bay bổng. Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ, rồi đó tiệc tiễn vừa tàn áo chàng đành rứt, ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhiễm mối tình muôn dặm quan sang. Ấy giờ nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai đặt tên là Đảng. Ngày qua tháng lại thất đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn mây che kín núi thì nỗi buồn gốc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm, nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được bèn trói lại với nàng rằng: ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng, mà vận trời khó tránh, nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không phải khổ phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được, sau này trời xét lòng lành ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Bà cụ nói xong thì mất, nàng hết lời thương xót, phàm việc mai trai tế lễ lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc, Trương sinh về, tới nhà được biết mẹ đã qua đời. Con vừa học nói, chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm, đứa trẻ không chịu,
ra đến đồng nó quấy khóc xin dỗ dành. Đến đi con đừng khóc, cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con ngây thơ nói, ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thinh thít. Chàng ngạc nhiên gặng hỏi, đứa con nhỏ nói, trước đây thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ đảng đi, cũng đi. Mẹ đảng ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đảng cả. Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la lên cho hạ giận, vợ chàng khóc mà rằng, thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gói, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói, dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói thì lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng, làng xóm bên vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả, nàng bất đắc chỉ nói. Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao liệu tàn trước gió. Khóc tuyết bông hoa rụng cuốn, kêu xuân cái án lìa đàn. Nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại nối vọng khu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gọi chai sạch, ra đến bến hoàng sen ngửa mặt lên trời mà than rằng, kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu gây buộc. Tiếng chịu nhút nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết trinh bạch nhìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng giói con cứ dưới xin làm mồi cho cá tôm. Trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận mà nàng thất tiếc. Chàng tuy giận là nàng thất tiếc, nhưng thấy nàng tự giận, tự tận cũng động lòng thương tìm bớt thay nàng. Nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng, cha đảng lại đến kia kìa. Chàng hỏi đâu, nó chỉ vào bóng chàng ở trên vách. Đây này, thì ra ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con trỏ bóng mình mà bảo là cha đảng. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi. Cùng làng với chàng có người tên là Phan Lan, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm chim bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy Phan Lan thấy có người phường chạy đem một phiếu một con rùa mai xanh. Sực nghĩ đến chuyện mộng bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà hồ, Ngung Minh mượn tiếng đưa Trần Thiên Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải trốn chạy ra khỏi ngoài bể. Không may mắn đắm thuyền đều chết đuối cả. Thay Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo, có người đàn bà Linh Phi trông thấy nói rằng, đây là vị ân nhân cứu sống ta thở xưa. Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lao, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lan liền tỉnh dậy. Phan trông thấy cung gấm đền giao thật nguy nga lộng lẫy mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của thật rùa thần. Linh Phi bấy giờ mình mặc áo gấm giác ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lan rằng, tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bên sông bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thiết đãi Phan Lan.
Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi xõa. Trong số đó có một người, mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn trông rất giống vũ nương. Phan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận, thì xong người đàn bà ấy nói với Phan An rằng: "Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan mới nhận đích thực người ấy là vũ nương, và gạn hỏi duyên cớ, nàng nói: "Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá còn đâu mà gặp ông." Phan nói: "Nương tử nghĩa khác tào nga, hờn không tin vệ mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay khóc cũ, nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tự nhớ đến quê hương ư?" Vũ nương nói: "Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa." Phan nói: "Nhà cửa tiên nhân của nương tử cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?" Nghe đến đấy, vũ nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đỡ giọng mà rằng: "Có lẽ không thể gửi hình ảnh hờn ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa, vả chăng ngựa hồ gầm gió bắc, chim việt đậu cành nam, cảm vì nỗi ấy tôi tất phải tìm về có ngày." Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả xích hổng đưa Phan ra khỏi nước. Vũ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: "Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn dã oan ở bên sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về." Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận ra chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: "Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi." Chàng bàn theo lời lập một đàn tràng 3 ngày trên ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa, đứng ở giữa dòng. Theo sau đó có 50 chiếc xe cờ tán, võng lộng rực rỡ đầy sông lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa." Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạng lục, bản dịch của Trúc Khê, Ngô Văn Triện, nhà văn hóa, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội năm 1962. Thì như vậy chúng ta đã vừa đọc qua văn bản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài. Câu 1 đó là tìm bố cục của truyện. Thì bố cục của truyện gồm có 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến như đối với cha mẹ đẻ của mình, cuộc sống của vũ nương khi được gả về nhà Trương Sinh cho đến khi đến trước khi Trương Sinh trở về. Phần 2 là phần tiếp theo đến những việc trót đã qua rồi, thì số phận oan khuất của nữ vũ nương. Phần 3 là phần còn lại là vũ nương được giải oan. Rồi tiếp theo câu 2. Nhân vật vũ nương được miêu tả trong những hoàn cảnh nào? Ở từng hoàn cảnh vũ nương đã bộc lộ những đức tính gì? Thì ở đây trong cái mối quan hệ vợ chồng, trong cuộc sống hàng ngày, Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, giữ gìn khuôn phép, không từng lần nào vợ chồng phải đến thất hòa. Thì trong cái tình huống chia ly, chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được
Ấn Phong Hầu mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngài về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Thì đây là cái tình nghĩa. Rồi tiếp theo, trong những ngày xa chồng, một người mẹ hiền, dâu thảo, ân cần, hết lòng chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau. Nàng hết sức thúc than lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Thương yêu, lo lắng, chu toàn khi mẹ chồng mất, nàng hết lời thương xót. Phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Thì đây là cái Vũ Nương đã làm tròn cái nghĩa vụ của một người con và người mẹ. Khi bị chồng nghi oan, Vũ Nương đã cố phân trần để chồng hiểu rõ tấm lòng mình, nhưng không có kết quả. Lúc bị dồn đẩy đến bước đường cùng, nàng đành mượn dòng nước sông quê để giải tỏa tấm lòng trong trắng. Thì tóm lại, bằng cách đặt nhân vật vào những cái hoàn cảnh tình huống khác nhau, tác giả đã khắc họa được cái hoặc là khắc họa được đậm nét một Vũ Nương hiền thục, một người vợ thủy chung yêu thương chồng con hết mực, một người con dâu hiếu thảo hết lòng vì cha mẹ gia đình, đồng thời cũng là một người phụ nữ coi trọng danh dự phẩm hạnh, quyết bảo vệ sự trong sạch của mình. Rồi tiếp theo câu 3. Vì sao Phụ Nương phải chịu oan phúc? Từ đó em cảm nhận được điều gì về thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến? Thì nguyên nhân trực tiếp là do Trương Sinh quá đa nghi hay ghen, gia trưởng độc đoán, Trương Sinh đã không cho Vũ Nương cơ hội trình bày thanh minh. Nguyên nhân gián tiếp là do cái xã hội phong kiến, một cái xã hội gây ra bao bất công ấy. Thân phận người phụ nữ thật bấp bênh, mong manh, bi thảm. Họ không được bên vực chở che mà lại còn bị đối xử một cách bất công, vô lý. Rồi tiếp theo, câu 4. Hãy nêu nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện, những lời trần thực và những lời đối thoại câu chuyện. Thì tình huống chuyện thì bất ngờ căng thẳng, sự phát triển tâm lý, nhân vật hợp lý khởi đầu. Ở đỉnh điểm, chi tiết cái bóng xuất hiện đã đẩy kịch tính lên đến cao trào. Rồi tiếp theo câu 5, những yếu tố kỳ ảo trong truyện, đưa những yếu tố kỳ ảo vào một câu chuyện quen thuộc, tác giả nhằm thể hiện điều gì? Thì những cái yếu tố truyền kỳ trong truyện là truyện nằm mộng của Phan Lan, chuyện Phan Lan và Vũ Nương dưới động rùa của Linh Phi, chuyện lập đàn giải oan, Vũ Nương hiện về ngồi trên kiệu hoa cờ tán, võng lộng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện, rồi bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. Ý nghĩa thì đã làm hoàn chỉnh phẩm chất tốt đẹp vốn có của Vũ Nương, một người ở thế giới khác vẫn khao khát phục hồi danh dự. Tạo cái kết có hậu, thể hiện ước mơ của nhân dân, người tốt được minh oan và đền trả xứng đáng, thể hiện niềm cảm thương của tác giả đối với số phận bi thảm của người phụ nữ trong cái chế độ phong kiến. Rồi tiếp theo sẽ là phần tóm tắt. Tóm tắt thì ở đây chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn. Vũ Thị Thiết, Vũ Nương, người đẹp nết, được Trương Sinh thất học hay ghen cưới về làm vợ. Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ chồng chu đáo và nuôi con thơ. Khi mẹ chồng mất cũng lo mai chay chu tất. Khi Trương Sinh trở về hay tin mẹ mất mà đau lòng, con trẻ không biết, không nhận cha. Trương Sinh đâm ghen tuông ngờ vực sự thị chung của Vũ Nương. Vũ Nương chứng tỏ sự trong sạch của mình nên nhảy sông tự vẫn. Phan Lan do cứu được Linh Phi nên được báo đáp, sau đó được gặp Vũ Nương.
Trương Sinh lập đàn giải oan cho vợ, nhưng Vũ Nương không còn trở về lại nhân gian nữa, vì cái xã hội phong kiến quá hà khắc. Rồi tiếp theo, đó là cái nội dung chính. Thì nội dung chính đó đã đặt khẳng định cái vẻ đẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, niềm cảm thương cho số phận bi kịch của họ, đồng thời lên án cái lên án tố cáo cái lễ các cái lễ giáo gia phong các lễ giáo phong kiến vô nhân đạo, các thủ hủ tục hà khắc trong cái chế độ phong kiến đương thời. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thì Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.